Chào mọi người nhá, chào mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo kênh Đào Vào Tờ nhé mọi người nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video thí nghiệm là mình sẽ thử gắn cái pháo bông, cái que pháo bông đấy vào cái con quay thần tốc này nhé mọi người nhá. Để mình thí nghiệm là mình khi mình châm pháo bông lên đây là mình quay xem là nó có đẹp không mọi người. Đó thì mình xác định là nếu mà cái que đây, cái que pháo bông này mọi người này, cái que pháo bông này nó cháy trong rồi rất cái sắt ở bên trong nó rất chìa nóng nhé mọi người nhé, thì mình nghĩ là cái con quay bằng nhựa này nó sẽ bị hỏng ấy, thì khi mà thí nghiệm xong cái video này là chắc là con quay này hỏng luôn. Đó mình sẽ dùng cái keo nến để mình gắn cái que pháo bông vào đây này mọi người này. Đó mình sẽ gắn làm sao cho hai que pháo bông nó cân để con quay nó quay được nhé mọi người nhé. Đó đây mình sẽ tháo tung cái con quay này ra nhé. Đây nó bằng nhựa, mình sẽ gắn ở cái phần bên dưới này. Đây này mọi người này, mình sẽ gắn vào đây, gắn bằng nến dính nhé mọi người nhé. Mình sẽ gắn hai cái que pháo bông để mình châm để quay thử cho các bạn xem nhé mọi người nhé. Ok, mình sẽ đợi cái súng nến này, đây, nó nóng chảy vô này mọi người này. Đó, mình sẽ dùng để gắn cái que pháo bông vào đây nhé mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ gắn bằng nến dính nhé. Tháo ra đâu, các bạn chỉ cần dán vào cái rìa này cũng được này. Nhưng đây mình tháo ra nên nắp vào nó cũng hơi khó một chút. Đây. Đây mình sẽ đi chơi thử nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ gắn cái con quay này vào này. Mình sẽ chơi tại cái phòng này luôn nhé. Mình sẽ gắn vào cái tay chơi này. Đây. Đó. Và bây giờ mình sẽ tắt hết điện ở trong phòng này đi, tắt hết điện đi và mình sẽ chơi tại cái phòng này để quay lại cho các bạn xem nhé. Đó. Bây giờ sẽ lấy một cái que pháo bông khác để mình châm này, để châm hai cái này. Đó và mình sẽ kéo giật nha mọi người nhé. Đây mình sẽ để ngửa cái con quay này lên nhé mọi người nhé. Mình vẫn để một chút điện tiếp ấy. Mình sẽ lấy cái que pháo bông khác để mình châm này. Đây châm vào để mình chơi nhé. Ok. Nó bắn ra luôn mà. Đây này mọi người này. Nó bị văng vào cái dây điện nên là nó bị bay ra mất. Bây giờ mình sẽ châm lại cái này để chơi nhé. Ok, mình đã gắn lại ở bên mình sẽ thực hiện lại quả nhé. Nó quay được một lúc thôi mọi người ạ. Đây mọi người. Nó đang rất nóng nên mình cũng không sờ vào nha mọi người nhé. Đó, nó cháy vào tận bên trong này. Đó, tắt rồi, tắt rồi. Đến đoạn này tắt. Vẫn không hỏng con quay nha mọi người nhé. Vẫn không thể hỏng con quay được. Đây, đến cái chỗ này là cái lên dính nó tự nó nóng chảy ra này mọi người này. Thì nó bị rời ra mất con quay. Con quay này bằng nhựa cứng rất chi là bền. Thì nó chỉ bị xém xém một chút thôi mọi người ạ. Mình cậy cái lến này ra thì mình thấy nó bị xém xém ở một chút cái đầu con quay này thôi. Kiểu như là cái que sắt nó nóng quá ấy, mọi người. Thì nó sẽ bị cháy. Chứ quay nó chỉ nó cũng không không quay được nhiều ấy, bởi vì là nó ra cái vòng dài ấy, thế nên là nó chỉ quay được một lúc rồi nào nó bị dừng lại rồi mọi người ạ. Hay là mình gắn cái pháo bông nó không được cân chẳng hạn. Nhưng mà con quay này nó cũng không hỏng nhé mọi người nhé. Vẫn dùng tốt, vẫn dùng ok luôn. Vẫn để cho các cháu chơi được mọi người ạ. Ok, thì mọi người xem được video của mình cho mình một like, một đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình nhé. Và đăng ký bấm chuông ở bên dưới để nhận được những cái video mới nhất của mình ra nhé mọi người nhé. Còn về xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nhé. Xin chào.